Đây là cái máy cắt tường một lưỡi của hãng Cao Quang, có mã SE 1337. Nó là sự kết hợp của máy cắt tường một lưỡi Cao Quang CW 1336 huyền thoại và máy cắt tường một lưỡi Cao Quang SE 1251 như thế này. Anh em hãy cùng tôi tìm hiểu xem liệu cái máy SE 1337 này nó có đáp ứng được nhu cầu công việc của mình hay không nhé Cái mẫu máy cắt tường SE 1337 này là một mẫu mới của hãng Cao Quang và thực tế là tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ và đây là lần đầu tiên mà tôi review một cái máy SE1337 Nó cũng giống như cái máy cao quang CVK1336 Được đựng trong một cái hộp giấy như thế này Bên trong của nó Vẫn có một túi đồ giống cao quang CVK1336 Một bộ vòi nước, sách hướng dẫn sử dụng Một đôi chổi than đi kèm Hai cái lục giác Cái lục giác bé này nó là một sự cải tiến khá là lớn này Bởi vì thông thường cái lục giác của nó, cái loại lục giác bé này nó ngắn tí đây thôi và nó thực sự rất khó mở những con ốc nằm sâu bên trong và rất là cứng do vậy mà thông thường cái lục giác này nó hay bị chuẹt đầu và nó rất khó mở bởi vì nó ngắn quá tiếp theo là một cái lục giác để anh em có thể mở được cái mặt bích của lưỡi và một cái cờ lê để giữ mặt bích một cái lưỡi cắt 133 mm cái máy này sử dụng lưỡi cắt 133 mm anh em nhé và một bộ chụp đây là bộ chụp hở giống y xì của cao quang sm một hai mà tôi vừa có ảnh lên cho anh em xem như này tiếp theo là một tay cầm phụ Cuối cùng là thân máy Khi lắp xong cái máy thì trông nó sẽ như thế này Thông thường thì tôi sẽ lắp toàn bộ cái bộ chụp và cái lưỡi cắt vào trước Sau đó tay cầm phụ tôi lắp vào sau Nhưng đến cuối cùng tới cái bước tay cầm phụ thì tôi gặp một vấn đề khá là lớn Đó chính là trong cái bộ đồ tay mở này Nó không có một cái lục giác để có thể mở được cái ốc này ra Mà tôi vừa phải dùng cái lục giác của tôi để mở ra Cái lục giác ở đây là lục giác 5 anh em nhé Và nhà sản xuất không cho chúng ta một cái lục giác 5 để có thể mở con ốc này ra và thêm một con ốc ở đây nữa. Cả hai con ốc này ở bản 1336 thì nó đều để dùng để lắp tay cầm phụ. Còn đối với bản SE1337 này thì nó không hề có tác dụng gì cả mà tôi cần phải tháo nó ra để có thể lắp được cái tay cầm phụ vào đây. Cái thiếu sót đầu tiên là thiếu sót về cái lục giác để mở cái con ốc này. Thiếu sót thứ hai đó chính là đến bây giờ khi tôi lắp cái tay cầm phụ vào thì gần như không lắp được bởi vì nó vướng cái chụp này. Do vậy mà tôi lại phải tháo cái chụp này ra để lắp tay cầm phụ vào trước anh em lưu ý nhé, còn nếu như những anh em nào thích lắp tay cầm phụ ở phía này chẳng hạn thì anh em cứ thế mà lắp thôi nó sẽ không vướng cái gì cả nhưng thông thường đối với tôi thì tôi nghĩ là nó phải lắp ở đây cơ thì nó mới là chính xác giờ lại phải tháo nó ra Tôi đã hoàn thiện việc lắp xong một cái máy cắt tường 1337 này Đây là dòng line của CVK 1336 và SM1251 Tại sao tôi lại nói đây là dòng lai Bởi vì ngay đến cái tên của nó SE là những cái dòng mà bộ chụp hở như thế này Còn 1337 và 1336 thì cái 1337 nó là số tiến của 1336 Tức là tôi nghĩ nó sẽ là bản thân nâng cấp của 1336 Và chụp thì là của SE 1251 Tay cầm này thì nó là có thêm thôi chứ còn bản 1336 và SE 1251 thì nó không có dạng tay cầm thẳng như thế này tay cầm thẳng này của máy SE1565 Bây giờ tôi sẽ đánh giá cái máy cắt SE1337 này Từ phía trên xuống phía dưới cho anh em xem nhá Đầu tiên ta nói về phần lưỡi cắt Cái lưỡi cắt mà máy sử dụng vẫn là lưỡi cắt 133mm Chiều sâu tối đa mà máy có thể cắt được Đó chính là 3,7cm Nông hơn một chút so với máy CVK1336 Bởi vì tôi thấy phần ốp che hộp nhông này Nó cách xa hộp nhông tầm khoảng 4-5 ly anh em nhá Do vậy mà khi cắt gần hết cái lưỡi 133 này thì anh em có thể cắt sâu tối đa tầm khoảng gần 3cm có thể đối với một số anh em là cái lưỡi cắt 133 mm này nó sẽ không phổ thông bởi vì chỗ của anh em sẽ không bán cái lưỡi cắt 133 mm này, nhưng theo như tôi thấy thì lưỡi cắt có đường kính 133 mm là một loại lưỡi cắt có đường kính lý tưởng để anh em có thể sử dụng để cắt tường. Ví dụ như lưỡi 125 mm nó sẽ cắt quá nông, còn lưỡi 150 mm thì nó lại cắt quá sâu. Do vậy 133 mm là hợp lý. Tất nhiên cái dòng máy cắt 1337 này nó sẽ vẫn lắp được lưỡi cắt 125 mm anh em nhé. Nếu như sử dụng lưỡi cắt 125 mm thì nó sẽ cắt sâu được tối đa là 3 cm và khi cắt gần hết lưỡi cắt nó chỉ cắt sâu được khoảng gần 2 cm thôi, cho nên là nó khá là nông. Tiếp theo là đến cái phần bộ chụp bảo vệ này. Cái phần bộ chụp bảo vệ này nó chính là bộ chụp của máy cắt tường SE1251 chuyển sang giống hoàn toàn luôn. Phần mở góc 90 độ này nó chính là điểm yếu của cái bộ chụp này vì phần mở góc này nó sử dụng cái lò xo so hơi mạnh cho nên là anh em cần phải lực căng để anh em có thể kéo nó ra. Thông thường theo như nhà sản xuất mong muốn là anh em khi cắt góc cắm cái máy này vào tường và đẩy nó đi thì cái phần mở góc này nó sẽ tự ôm sát vào tường và nó sẽ tự đẩy ra khi anh em tì lực vào máy và đẩy nó sâu vào tường Nhưng cái phần chụp mở góc này lò xo của nó hơi nặng cho nên nó rất khó mở đặc biệt là khi anh em cắt ở cái tường chưa chát còn đối với cái tường mà đã chát rồi thì nó sẽ dễ đi hơn bởi vì nó có cái vòng bi này và anh em chỉ cần tì mạnh thôi là cái vòng bi này nó sẽ trượt đẩy cái phần mở góc này ra và anh em có thể đi được còn thông thường như tôi sử dụng cái SM một hai năm một thì tôi phải lấy tay tôi mở nó ra nó mới dễ đi tiếp theo là đến phần bi nhà sản xuất chưa nâng cấp cái vòng bi của bộ chụp này thông thường một số hãng sản xuất bộ chụp này tôi để ý đã có nâng cấp đó chính là cái vòng bi của hãng đó người ta sẽ chuyển hết thành nhựa còn đối với cao quang thì cái vòng bi này vẫn là vòng bi bằng sắt do vậy mà anh em sử dụng trong một thời gian cái vòng bi này nó sẽ bị rỉ và nó sẽ rất khó lăn cái vòng bi này gần như nó sẽ không có ý nghĩa thêm nữa là mặc dù con ốc này là ốc chống đề có nghĩa là khi dung thì cái ốc này nó sẽ khó tung ra rất nhiều nhưng theo như tôi để ý thì sẽ có nhiều trường hợp cái vòng bi này nó biến mất lúc nào không biết và cả cái trụ ốc này nữa nó cũng biến mất luôn có nghĩa là nó có khả năng rơi Đặc điểm quan trọng nhất của cái bộ chụp này đó chính là nó là một cái bộ chụp hở Do vậy bùn và nước nó sẽ vẫn có thể bắn ra Tất nhiên nó không bắn nhiều Nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự an toàn về vấn đề điện Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của người cắt Bởi vì bùn và bụi nó sẽ bắn vào mắt Cho nên sẽ rất khó chịu và nó sẽ bẩn người Đối với bộ chụp kín của 1336 thì gần như nó kín hoàn toàn Do vậy mà người cắt sẽ rất sạch sẽ Tất nhiên bộ chụp này nó cũng sẽ có một cái ưu điểm đó chính là Anh em mở lưỡi ra một cách rất dễ dàng nó không như bộ chùm 1336 Nó kín quá cho nên anh em phải mở ốc để có thể tháo được cái mặt bích này ra. Do vậy mà anh em sẽ mất thời gian hơn. Còn cái bộ chụp này, anh em chỉ cần lấy cái lục giác mở cái mặt bích ra là anh em có thể thay được lưỡi rồi. Phần nâng cấp tiếp theo đó chính là cái vòi nước này. Thông thường các bản trước, vòi nước của nó là vòi nước có van điều tiết phía bên trên này. Nhưng đây là bản nâng cấp, nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ không có van điều tiết, do vậy mà nó sẽ khó gãy hơn và nó sẽ khó tắc bùn hơn thay vào đó cái van điều tiết đó đổi thành một cái van nước như thế này để anh em có thể điều tiết tổng cả hai cái vào nước này luôn đây là một sự cải tiến khá là lớn một trong những ưu điểm của bộ chụp này nữa đó chính là cái phần mặt sau của nó bằng inox và nó ôm kín toàn bộ hộp phần hộp nhông do vậy mà nó có khả năng bảo vệ hộp nhông rất tốt đặc biệt là bảo vệ chống mài mòn tiếp theo nó sẽ giảm thiểu bùn bắn vào hộp nhông và nó két vào hộp nhông do vậy nó sẽ giúp cho người sử dụng an toàn và sạch sẽ hơn phần tiếp theo cần nói đến đó chính là tay cầm cái tay cầm của cái máy này nó không phải là của 1336 và nó cũng không phải của SE 1251 nó là mặt của máy SE 1556 theo như phiên bản của máy 1336 thì dạng tay cầm của nó là dạng tay cầm chữ C như thế này do vậy mà dạng tay cầm chữ C nó cực kỳ tiện lợi khi anh em cắt đứng cầm như thế này hoặc anh em cắt đường ngang sẽ cầm được như thế này nhưng cái tay cầm phụ này có vẻ nó hơi vướng hơi dài và anh em cầm nó sẽ mất lực hơn lực của việc khi cắt ngang nó sẽ là cái trọng tâm của nó sẽ đẩy xuống phía dưới và tay của anh em nó sẽ phải giữ cái trọng tâm đấy nó hơi bị lệch một chút còn đối với tay cầm cong anh em cầm ở đây cái phần trọng tâm nó sẽ hướng thẳng vào phía tay cầm của anh em cho nên anh em cầm máy sẽ cảm giác cân đối và nó sẽ hạn chế mỏi tay hơn rất là nhiều về phần thân máy thì theo như tôi thấy phần thân máy này giống y xì kết cấu của thân máy 1332 và 1336 công suất của máy ở trên đây ghi là 2100W tức là nó cao hơn so với 1332 và 1336 khoảng 300W không biết đây có phải là thông số chính xác hay không nhưng theo như tôi thấy thì kích thước của thân máy, độ to và độ dài nó cũng không khác gì 1332 và 1336. Nhưng công suất của nó thì lại cao hơn. Tôi sẽ sớm có một video so sánh phần nội thất bên trong của cái máy này với máy 1332 hoặc 1336 cho anh em xem. Tốc độ vòng quay của cái máy này là 8000 vòng trên phút, tức là nó nhanh hơn 500 vòng trên phút so với 1336. Bây giờ tôi sẽ cắm thử cho anh em xem nhé. Cái máy này vẫn được trang bị một cái khởi động mềm bên trong giúp cho máy khởi động từ từ nhằm tăng trải nghiệm cắt tường của anh em, giảm thiểu sự rủi ro khi anh em đứng trên cao vì nhỡ đâu khi anh em đứng trên cao anh em ấn nó sẽ giật máy một phát làm anh em bất ngờ. Và một lợi ích nữa của khởi động mềm đó chính là nó sẽ giúp cái bánh răng của máy sẽ bền hơn rất là nhiều bởi vì khởi động mềm sẽ giúp máy tăng tốc từ 2 đến 3 giây nó sẽ đạt được tốc độ tối đa mà nó sẽ không đạt tốc độ tối đa ngay khi anh em ấn công tắc do vậy mà bánh răng ở hộp nhông nó sẽ bền hơn cái máy này vẫn có cái tiếng kêu đặc trưng của các dòng cắt tường đó chính là tiếng kêu xè 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 rất là khó chịu có một số anh em nghĩ là cái máy của mình mua nó bị lỗi nhưng thực tế không phải bởi vì hộp nhông của dòng máy cắt tường này nó được thiết kế dạng ba bánh răng nhằm làm giảm tốc độ vòng quay và tăng lực siết của lưỡi cắt do vậy mà nó sẽ đảm bảo được sự an toàn khi anh em cắt tường và khi cắt tường nó sẽ không bị nhảy máy bởi vì lực siết của lưỡi cắt rất lớn cho nên máy sẽ không bị nhảy ra giống như việc anh em sử dụng các dòng máy mài góc tốc độ khoảng từ 12.000 vòng đến 12.500 vòng trên phút để cắt tường Thêm một điểm rất đáng lưu ý của việc kết cấu ba bánh răng của dòng máy cắt tường này đó chính là nhiệt độ của hộp nhông. Nếu như anh em chạy tầm khoảng 30 giây cho đến một phút thôi là phần hộp nhông này nó nóng bỏng tay rồi. Do vậy mà đây là một điều rất bình thường anh em nhé. Đối với một số anh em chưa dùng các dòng máy cắt tường này bao giờ, anh em sờ hộp nhông cảm thấy rất nóng và cảm thấy là máy nỗi. Nhưng thực tế là không phải bởi vì đây là đặc điểm của các dòng máy cắt tường. Vì thân máy của máy cắt tường này giống hoàn toàn so với máy cắt tường CVK 1336 Do vậy mà tay cầm chính của nó vẫn có thể xoay 180 độ anh em nhé để anh em có thể thay đổi hướng cắt cắt theo hướng dốc ngược máy hoặc cắt theo hướng dốc xuôi máy anh em có thể đều cắt được và một điều cực kỳ bất ngờ khi tôi mang cái máy cắt này lên cân đó chính là cân nặng của nó nó chỉ nặng 3 kg không tính phần dây điện đây là một sự cải tiến cực kỳ lớn bởi vì so với dòng máy cắt CVK1336 tổng cân nặng của máy không tính dây nó là 4 kg còn cái máy cắt này nó chỉ là 3 kg thôi mặc dù công suất cao hơn nhưng mà nó lại nhẹ hơn đây là một điều thực sự rất bất ngờ có thể đối với anh em nghĩ là cái bộ chụp này nó giảm đi cân nặng rất là nhiều Nhưng thực tế không phải đâu anh em nhé Cái bộ chụp này nó chỉ nhẹ hơn so với bộ chụp của 1336 khoảng 2-3 lạng thôi Không ảnh hưởng nhiều Nhưng toàn thể cái máy này nó nhẹ hơn so với 1336 lên tới 1kg Và bây giờ đến phần quan trọng nhất đó chính là tôi sẽ dùng cái máy này Cắt thử một đoạn tường để xem khả năng làm việc thực tế của nó như thế nào Và tôi sẽ so sánh tốc độ cắt tường và trải nghiệm cắt tường so với máy CVK 1336 hoặc máy SM1251 cho anh em xem mặc dù theo như các thông số của nhà sản xuất, cái máy SE 1337 này công suất cao hơn so với 1336 nhưng cân nặng của nó lại nhẹ hơn so với 1336 và trong thực tế tôi cắt thì cái máy SE 1337 này yếu hơn khá là nhiều so với 1336 đây là cảm nhận của tôi còn về thực tế khi cắt cái máy 1337 này nó cắt đoạn tường 2,7m trong vòng 2 phút còn máy 1336 như chúng tôi cắt so sánh với thời gian trước máy 1336 cắt trong vòng 1 phút 30 giây anh em có thể để ý gạch của hai trường hợp này ở trường hợp cắt thử máy 1337, gạch của chúng tôi bị ướt, có nghĩa là nó sẽ cắt nhẹ hơn khá là nhiều so với cái gạch mà 1336 cắt. Trong trường hợp lúc cắt thử máy 1336 thì là tường khô, cho nên là tường sẽ khó cắt hơn. Mặc dù tường khó cắt hơn nhưng 1336 nó lại cắt nhanh hơn so với 1337 này. Cho nên tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng Công suất của máy 1337 nó sẽ thấp hơn so với 1336 Mặc dù thông số của nhà sản xuất cao hơn so với 1336 Cắt được 2m7 tường thì cái máy này đã bị cháy Đầu tiên thì tôi nghĩ là do chổi than vì một bên chổi than này cũng bị cháy rồi Còn một bên chổi than thì rất là bình thường Nhưng đến lúc mà thay chổi than đi thì nó vẫn không chạy Lúc đấy có một đoạn tôi chạy thử nó kêu lọt bọp Nhưng mà tôi không quay được cái cảnh đấy Vì nhân viên quay phim tắt mất cảnh đấy đi rồi Cho nên là anh em không thấy cảnh lọt bọp thôi Nhưng khi tôi tháo ra để thay chổi than rồi thì máy tiếp tục là không chạy Nói chung là hơi thất vọng vì cái máy này Thứ nhất là về độ khỏe à, Độ khỏe của máy như nhà sản xuất nói là 2100W Tôi chưa đo thực tế để có thể so sánh với 1336 cho anh em biết thì cảm nhận của tôi là nó sẽ không đủ 2100W, có thể nói là nó không khỏe hơn so với 1336 mà cảm nhận của tôi là nó yếu hơn một chút. Không biết là có thể do con máy này bị lỗi hay như thế nào đấy, nhưng mà theo như tôi thử thì nó sẽ yếu hơn. Về thời gian cắt tường một đoạn 2,7m thì cái máy này cũng đi chậm hơn so với cắt tường 1336 Trong lúc tôi đang cắt thì máy cũng bị dừng lại Tôi nghĩ là do điện nhưng mà không phải Khi cái máy này cháy và ngồi suy xét lại thì thực tế là do cái máy này nó bị yếu Chứ không phải là do điện tự nhiên nó bị mất và máy nó không chạy được Cái vấn đề tiếp theo đó chính là phần bộ chụp của nó Đúng thực sự nó giống y xì như bộ chụp SM1251 Khi cắt bụi và bùn nó bán ra rất nhiều Tất nhiên là cũng do tôi cho nước ra hơi bị nhiều Bởi vì là khi cắt đường ngang thì nước nó sẽ chảy xuống dưới chứ nó không lên mặt nước cho nên là tôi cần phải có nhiều có lượng nước nhiều bắn vào lưỡi cắt để nó hạn chế phần bụi nhưng mà nước nó cũng ra nhiều quá cho nên là cái bụi và bùn nó cũng vẫn bắn ra nhiều chung quy lại thì nó cũng sẽ không thể nào mà kín được bùn và bụi giống như con 1332 và vấn đề cuối cùng đánh giá là về chất lượng không biết là có phải do cái máy này tôi dùng là nó bị lỗi hay không hay là toàn bộ cái máy này nó đều như thế nhưng mà nó yếu hơn và nó rất dễ dàng bị cháy rô có lẽ đây là một mẫu mới của cao quang cho nên là nó vẫn chưa được hoàn thiện giống như mã 1332 và 1336 vậy chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để có thể đánh giá cái máy SE 1337 này cho anh em để đưa ra một cái kết luận cuối cùng còn bây giờ chắc chắn chúng tôi sẽ hoãn lại việc cung cấp máy SE 1337 này ra thị trường vì lý do chất lượng không biết anh em nghĩ sao về cái máy 1337 này xin cho tôi ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhá video của chúng tôi đã kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo